chủ tử, người xem Thái Lam múa đẹp ghê chưa? Dừng lại! Ngươi có biết múa hay không vậy? Ngươi đụng trúng ta rồi có biết hay không? Nô tài không có mà, ngươi còn cãi nữa sao? Tỷ tỷ à, thật sự Thái Lam múa tốt lắm đó. Cô ấy múa đẹp hơn tỷ nữa. Muội nói cái gì hả? Ả ta múa còn đẹp hơn ta. Tỷ tỷ, thật ra trước giờ Thái Lam chưa từng học nhảy múa, làm sao có thể nhảy đẹp như tỷ được chứ? Mong tỷ tỷ từ từ dạy dỗ cho cô. Ta người trên không chấp kẻ tiểu nhân. Thôi bỏ qua đi. Tạ toàn phi nương nương. Ta thấy các ngươi ai nấy đeo trang sức đều không ra gì cả, cho nên đã chuẩn bị sẵn trang sức của mình để tới hôm đó cho các ngươi mượn mà múa. Thái Kiều, mọi người tự nhiên chọn đi. Sao lại như vậy? Không có gì hết. Nhà đầu thúi, nhất định là ngươi ăn trộm. Không có, nô tài không có. Không có. Hộp bảo ngọc này do ngươi bảo quản, không phải ngươi thì là ai? Ngươi đâu? Giải ả đi cho ta, để hoàng hậu phán xét. Dạ. Quan quá, dân phi đương đương, nô tài không có lấy mà. Đi. Nô tài không có mà, tàu phi đương đương. Nô tài không có làm, cứu nô tài với. Tàu phi nương nương. Tàu phi nương nương. Tỷ tỷ, muội thấy không phải Thái Kiều lấy đâu. Hay đợi khi ra xét rõ ràng rồi mới giao cho hoàng hậu xử lý đi. Thái Kiều là người của ta, ta muốn đánh muốn chửi, không đến lượt muội lo. Cho ngươi vì đã giúp ta bán hộp bảo ngọc đó. Đa tạ nương nương. Nhớ kỹ, không được cho người khác biết. Dạ, nô tài biết rồi. Hồi bẩm hoàng thái hậu, nô tài không đổ quan cho Thái Kiều là ả ta đã lấy trộm. Toàn phi đã đổ quan cho nô tài. Nô tài tuyệt đối không tin Thái Kiều làm vậy. Lúc trước ở trên điện, nô tài làm rớt bông tai, cô ta cũng không lượm lấy mà trả lại cho nô tài. Điều đó chứng minh Thái Kiều không phải loại người tham lam. Chuyện này rất nhiều người có thể làm chứng. Chỉ là một cái bông tai, đương nhiên cô ta không tham rồi. Toàn phi, sao muội dễ tin người quá vậy? Muội đã hỏi rất nhiều cung nữ và thái giám về con người của Thái Kiều, họ đều không tin cô ta ăn trộm đâu. Hoàng thái hậu, hoàng hậu nương nương, xin minh xét cho nô tài, đừng nghe Toàn phi nói bậy. Ai gia và hoàng hậu nương nương tự biết làm sao. Toàn phi, ngươi đã thấy dân phi sai tiểu trương tử bán hộp bảo ngọc, có chứng cứ gì không? Đúng đó, tiểu trương tử đâu? Nô tài đã sai tiểu khang tử đưa tiểu trương tử đến. Hoàng thái hậu, hoàng hậu nương nương. Dạ đúng, tiểu nhân có nhận tiền của dương phi nương nương, nhưng là do tiểu nhân bị ép. Bị ép? Ta sợ là ngươi thấy lợi nên sáng mắt thôi. Thưa hoàng hậu, nô tài chỉ là một tiểu thái giám. Nương nương ra lệnh, nếu tiểu nhân không phục tùng, nô tài sợ sau này không thể nào sống tiếp được, cho nên mới làm vậy. Xin hoàng thái hậu và hoàng hậu tha tội. Nói láo, ta không ép ngươi, ngươi nói bậy. Nếu vậy, nương nương đã sai ngươi đem bán thứ gì? Là hộp bảo thạch mà hoàng thượng ban thưởng, là nương nương sai nô tài đem ra ngoài thành bán. Có biết vì sao dân phi làm vậy không? Nô tài không dám hỏi nhiều, chỉ biết là dân phi nương nương vì sợ người khác biết mình làm chuyện này, cho nên sai nô tài mua một ít đồ giả về nhằm đánh tráo. Nếu mọi người không tin, có thể lục soát ở trong cung. Nô tài dám khẳng định 8-9 phần đều là hàng giả. Người đâu? Bẩm hoàng thái hậu, tất cả các châu báu tìm thấy trong cung của dân phi đều là giả hết à? Không có, con không có hoàng thái hậu. Chuyện đã như vậy rồi, ngươi còn xáo biện. Ai gia tuyên bố tạm thời tước bỏ thân phận phi tử của La Mộ Dân, lập tức giáng xuống làm cung nữ. Hoàng thái hậu đừng mà, hoàng thái hậu, hoàng lôi thái ra ngoài. Đừng mà, hoàng thái hậu, hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương. Vệ công công. Dạ. Lập tức phóng thích Thái Kiều ra khỏi Tông Nhân Phủ. Chờ sức khỏe hồi phục, thưởng cho cô ta 50 lượng, cho xuất cung về quê cũ. Dạ. Tạ hoàng thái hậu, tạ hoàng hậu nương nương.
ơi, ta đúng là bất cẩn mà. Ta vừa mới lau sạch, ngươi cố ý có phải không? Người ta vô ý thôi. Nếu ngươi không lau cho sạch, bị người khác nói lười biếng á, thì không liên quan gì tới ta đâu. Là ngươi cố ý. Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là cung nữ của Thành Phi thôi. Ngươi không được đi. Đứng lại đó cho ta. Cô đánh tôi. Cho dù Thái Cúc cố tình làm dơ, muốn ngươi dọn vậy thì sao? Bây giờ cô cũng giống như cô ta, cũng chỉ là nô tài mà thôi. Ngươi tưởng ngươi còn là dân phi nương nương giống như trước kia sao? Các ngươi không cần dọn ở đây nữa, lui ra đi. Ta đâu có nói là cho ngươi đi. Một mình ngươi ở lại dọn sạch sẽ nơi này cho ta. Kêu một mình tôi làm sao? Thành Phi tỷ tỷ, hay là bỏ đi. Đúng đó tỷ tỷ. Cô ta là cung nữ, chuyện làm vệ sinh dĩ nhiên là do cô ta làm rồi. Huống hồ cô ta cũng thích chứng tỏ bản thân. Một mình lau dọn chỗ này cũng không thành vấn đề đâu. Ha. Dừng tay lại. Dừng tay lại, không được làm như vậy. Dừng tay lại, dừng tay lại. Đừng làm như vậy mà. Ra đi. Dừng tay lại đi. Ngươi hài lòng chưa? Ngươi hại ta thảm như vậy, ta không để yên cho ngươi đâu. Có ngày hôm nay là tự mình gây ra, không do ai cả. Ngươi còn nói bóng gió. Thật ra ta đắc tội gì với ngươi? Ta không tranh giành với ngươi, tại sao lại nhiều chuyện quá như vậy? Nương nương. Nương nương. Tới bây giờ cô vẫn không thấy cái sai của mình, xém chút cô khiến Thái Kiều mất mạng, bây giờ còn trách ta sao? Đến khi nào cô mới tỉnh ngộ đi? Ta không sai. Người sai là ngươi. Ta bị giáng làm cung nữ, mất tất cả đều do ngươi ban cho ta. Là do cô tự chuốc lấy. Là ngươi. Ta cho ngươi biết, cho dù sau này ta là ma cũng không tha cho ngươi đâu. Nương nương, người có sao không vậy? Tay người chảy máu rồi. Không sao. Hoàng Thái Hậu à, hôm nay trời đẹp như vậy, nếu tụng kinh cầu Phật nhất định sẽ linh nghiệm lắm. Đạo lý gì vậy chứ? Phật tổ lúc nào mà không linh nghiệm đâu. Ây trời ơi, khăn tay của ta. Để nô tài lấy về cho người. À, may quá. À! Chuyện gì vậy? Hoàng Thái Hậu, người xem. Mộ Dân. Bẩm Hoàng Thái Hậu, theo nô tài đoán, cô ta bị người ta dùng xẻng nhỏ trồng hoa đâm vào ngực dẫn đến cái chết à. Tay cô ta nắm cái gì vậy? Bẩm Hoàng Thái Hậu, là một chiếc khăn tay. Có thể trong lúc hung thủ ra tay bị Mộ Dân giật lấy. Tường Di là khăn của Toàn Phi.